Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Nhà đầu tư Bình. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn với các bạn mà sử dụng TV làm sao cho đúng cách. Và cái bước đầu tiên mình muốn tư vấn với các bạn đối với tất cả những dòng TV chạy Smart TV, có nghĩa là chạy hệ điều hành Android đấy các bạn. Đây, ví dụ các bạn vào những ứng dụng như này, các bạn vào bất kỳ ứng dụng gì nhé, cũng có thể là mình thì mình vào cái ứng dụng, các bạn vào ứng dụng, trong ứng dụng thì nó có YouTube này và một số cái ứng dụng rất là tiện ích. Rồi âm nhạc thì ví dụ như tôi vào ứng dụng album như này, và mình chuyển xuống cái mục chế độ khung ảnh đi. Rồi thì nó đang ở chế độ khung ảnh như này, thì các bạn muốn thoát ra thì các bạn không được thoát ngang các bạn nhé, không được thoát ngang mà các bạn nhấn nút back ở trên TV này, tôi trên điều khiển từ xa, các bạn back lại, các bạn là Sony ạ, back lại từng bước một như thế này, rồi back lại và back lại đến bước cuối cùng là ra chế độ TV đúng không ạ? Đấy, thì để làm sao mà tại sao mà mình muốn tư vấn các bạn như vậy? Bởi vì các bạn thoát ra từng bước một như thế này thì nó sẽ rất tốt cho phần mềm của TV các bạn, nó rất tốt cho phần mềm của TV, nó không làm nó không bị thoát ngang, thoát phần mềm của TV nó không bị thoát ngang ra. Vì nó rất là tốt, nó không bị lỗi phần mềm khi mà các bạn sử dụng. Đấy, rồi là cái tư vấn, cái bước đầu tiên là mình tư vấn các bạn là khi mà các bạn sử dụng một tất cả ứng dụng nào đấy thì các bạn hãy thoát khi ứng dụng ra theo từng bước một, bước đầu các bạn vào như thế nào thì bước sau các bạn thoát như thế ra như vậy. Rồi ok, đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai mình muốn tư vấn với các bạn rằng đối với những tất cả những sản phẩm của TV chạy hệ điều hành Android thì thông thường nếu mà các bạn không sử dụng trong ngày mà các bạn sử dụng nhiều á, thì các bạn mỗi một sáng thì các bạn có thể cắm nguồn TV vào, các bạn rút hết những thiết bị điện ra để tất cả các thiết bị điện của các bạn được nghỉ ngơi, thì mỗi một sáng buổi sáng thì các bạn hãy cắm thiết bị điện vào để TV của các bạn về chế độ standby, có nghĩa là chế độ tắt nguồn như này, chế độ chờ. Thì cái lúc đầu mà TV của các bạn khởi động lên, đấy, đây là TV của tôi là đang khởi động rồi nhé, thì tôi bật lên nó lên hình ảnh ngay này. Ví dụ như mình thoát ra mình tắt TV chế độ chờ này, đấy, mình bật lên là nó sẽ hiển thị hình ảnh ngay và các bạn không phải mất thời gian chờ đợi, đúng không ạ? Thì các bạn hãy để chế độ TV standby vào mỗi buổi sáng, các bạn thức dậy thì các bạn cắm TV vào và các bạn bật TV lên thì các bạn sẽ phải mất thời gian khoảng 30 giây để TV sẽ cập nhật lại tất cả các ứng dụng mới và những thiết bị mạng các bạn đã cài thì nó sẽ cập nhật lại cho các bạn. Đấy, thì sau quá trình sử dụng trong ngày, mỗi một đêm đi ngủ thì các bạn hãy ngắt điện, ngắt thiết bị điện của các bạn đi ra để TV của các bạn được nghỉ ngơi, để nó bảo vệ được cái mạch điện tử, nó chống cái thời tiết, chống sung điện mỗi khi cái dòng điện của nhà các bạn nó không ổn định. Thì tại sao mà những sản phẩm TV mình nhận được sửa được khách hàng thì các bạn khách hàng bảo là sáng bật lên thì không thấy gì nữa, bởi vì là trong quá trình các bạn ngủ, các bạn để TV ở chế độ chờ thì TV vẫn hoạt động nửa chu kỳ và điện lưới ở ngoài trời ấy, nó dâng điện lên thì nó sẽ làm cho TV tự nhiên hỏng các bạn. Đấy, tự nhiên hỏng mà các bạn không biết được, thì mà mình đã tư vấn với các bạn, mình đã làm những video mình phân tích các bạn rất là nhiều rồi, mình tư vấn các bạn rằng có nên rút nguồn TV hay không, thì thời điểm nào thì các bạn cần rút nguồn TV. Đấy, thì các bạn mỗi lần các bạn đi xa thì các bạn không dùng nhiều thiết bị điện ở nhà thì các bạn cũng nên rút điện, rút nguồn TV ra, rút tất cả cúp automat đi, rút nguồn, tắt nguồn tất cả thiết bị điện trong nhà để nó vừa tiết kiệm được điện. Thứ hai nữa là các bạn đi xa các bạn yên tâm, không sợ chạm chập cháy nổ các bạn nhé. Đấy, thì TV cũng vậy, các bạn rút ra thì nó sẽ làm rất là tốt cho TV và các bạn không sợ cái con TV của các bạn nó tự nhiên nó hỏng và các bạn không biết là nguyên nhân. Đấy, thì quan trọng nhất là các bạn sử dụng trong ngày thì các bạn, thứ nhất các bạn thoát TV ra theo chế độ theo quy trình. Đấy, thoát ra và các bạn tắt TV trên điều khiển từ xa để TV về chế độ chờ. Đấy, khi mà các bạn sử dụng thì các bạn lại sẽ bật TV lên, các bạn sử dụng TV bình thường, lúc này nó khởi động rất là nhanh. Đấy,
thì mỗi một lần khi mà các bạn xem xong, các bạn buổi tối các bạn đi ngủ, các bạn nên rút nguồn TV ra để bảo vệ TV, bảo vệ tất cả thiết bị điện của các bạn trong nhà nó được nghỉ ngơi, nó sẽ tốt hơn là các bạn lúc nào các bạn để chế độ chờ standby các bạn nhé. Đấy, thì video ngày hôm nay mình nói ngắn vậy thôi, và mình chia sẻ với các bạn những cái gì mà mình biết được. Các bạn xem video tôi, các bạn thấy tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiện ích hơn, và đừng quên chia sẻ video của tôi để người thân của các bạn biết. Đấy, vậy mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.